của sự bình yên mà mọi người đang khát động. Một người vĩ đại của Michael Rap chưa làm ai phải thất vọng, luôn sẵn sàng đến giây quyết định những nỗi lòng còn chất đống. Ngày cuối cùng mà anh ra đi chẳng còn gì mà khoảng trống. Tên thật Alexander đến từ Mỹ California, những ngày đầu là miền game chẳng ai biết đến anh ta. Con số vẫn đứng im là nói thì đến từ Ranma, ba mẹ ly dị 2016 anh phải sống chung cùng với ba. Mỗi giờ cả một tương lai chỉ đi theo đam mê của mình, vậy là anh phải bắt đầu một cuộc hành trình, một hành trình với đề dang dở. Anh thì không thăng thở, anh sẽ thoải mái khi mà chơi game, còn hơi suy nghĩ về những trang vở. Những công việc phù hợp với mình, kiếm được tiền và cả chơi game, lấy một ít phụ giúp gia đình, luôn miệt mài để được kiếm thêm. Do máy tính có hình quá kém, chất lượng xuất ra thì quá mờ nhạt, đổi tắt mặt tối găm vào máy tính chẳng kiếm được bao nhiêu đồng bạc. Tư duy về mặt chiến lược để tranh giành bên xếp hạng, lúc đó thì anh chưa có bạn, điều kiện thì đi quá giới hạn. Vô diện kỹ năng đối đầu với những người có tiếng trong cộng đồng, lưu qua tất cả ba vai hẹn mong để tên techno được lan rộng. Chẳng giống mọi người mong chờ nhất là riêng niềm ngạo không tưởng, từ số thiếu từ chuyển đổi số tiền, không muốn tranh giành vì giải thưởng. Chứ từ mạng xã hội mà cả cây đắng từ miệng đời, đối với anh cuộc chiến với riêng là một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời. Thêm ghét anh đi ngược lại, anh tập trung vào việc của mình, sở hữu khả năng chiến đấu bất diệt khi bản thân làm chủ được tình hình. Tài năng khiến chúng biến tâu nội dung đại video chấm lên điểm 10. Thời gian quá ngắn để thay đổi được cuộc đời, tại sao cố gắng mà điều ước lại xa vời. Sinh mạng con người chắc là vô định mới đổi, nông thư nhận nỗi đau anh phải trải qua, phải đứng dậy và chống chọi với những gì đang xảy ra. Anh vẫn luôn cười vì mọi người sự sống tỷ lệ 73, để bức thư cuối cùng nhìn tận mọi người khi anh ra đi ở tuổi 23. Anh với nó mà nguy hồn vẫn mãi trong tim, sự tiếng nói không thể diễn tả, nước mắt ta lại không kìm. Anh đã là một tấm gương sáng để giới trẻ cùng nhau tranh đua, đừng nói đầu với sự sống dù có ra sao anh vẫn là vị vua.